Chào mừng các bạn đến với chuỗi bài giảng về số quốc cơ bản trên kênh YouTube CFD Engineer có học liệu mở edu.cfd-engineer.com. Trong video đầu tiên, mình có giới thiệu các bạn tổng quan về giao diện của phần mềm số quốc cũng như là giao diện trong môi trường PAC. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn thiết kế trong môi trường PAC. Đầu tiên là vẽ 2D trong Sketch. Thì để tạo cho các bạn một cái nhìn tổng quan về cách tạo ra một mô hình bằng phần mềm SolidWorks, mình có vẽ cho các bạn một sơ đồ khối như sau. Thì bước đầu tiên trên SolidWorks là tạo một sketch 2D. Sau đó ta định kích thước và các ràng buộc cho sketch đó. Sau khi tạo sketch cho đối tượng mong muốn, ta tạo mô hình khối hoặc mặt từ sketch. Thì việc vẽ sketch và tạo mô hình khối sẽ được thực hiện trong môi trường PAC. Thì nếu cần nữa, thì tiếp theo sẽ tới phần lắp ráp và phân tích. Sau khi đáp ứng đủ các yếu tố kỹ thuật về lắp ráp và phân tích, ta tạo bản vẽ kỹ thuật từ mô hình để cho phép sản xuất ra các sản phẩm thực tế. Thì ta đến với nội dung của bài hôm nay. Đây là các lệnh mà mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video đầu tiên này. Trong video phần 2, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các lệnh còn lại, cùng với đó là các ràng buộc và cách định kích thước cho bản vẽ 2D trong Sketch. Như các bạn đã thấy ở sơ đồ khối ban nãy thì Sketch là một trong những phần cơ bản và quan trọng để các bạn có thể mô hình hóa lên thành 3D. Thì Sketch là những hình vẽ 2D mà từ đó SolidWorks sẽ cung cấp cho bạn các công cụ để có thể mô hình hóa từ những hình vẽ 2D đó lên thành những vật thể 3D. Để vào môi trường Sketch thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một path. Và đây là giao diện vẽ Sketch của chúng ta. Vì Sketch là những hình vẽ 2D cho nên điều đầu tiên chúng ta cần là những mặt phẳng để vẽ cho nó. Thì SolidWorks đã cho chúng ta ba mặt phẳng chính, đó là front, top và right. Để vẽ Sketch thì các bạn sẽ ấn vào đây. SolidWorks sẽ hỏi bạn muốn vẽ ở mặt phẳng nào. Thì cái việc chọn mặt phẳng để vẽ Sketch là rất quan trọng cho sau này. Những video tiếp theo mình sẽ nói về những video sau mình sẽ nói về cách lựa chọn mặt phẳng để vẽ Sketch cho phù hợp. Bây giờ mình sẽ vẽ đại ở mặt front trước. Đầu tiên là về những đường line. Thì line là những đường thẳng. Thì chúng ta có hai cách vẽ đường line. Cách thứ nhất là các bạn kích chuột trái lần thứ nhất, các bạn thả ra và kích lần thứ hai. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ được những đường thẳng nối tiếp nhau. Và để thoát vẽ thì các bạn chỉ cần ấn nút Escape ở góc trái bàn phím của các bạn. Với cách vẽ đường line thứ hai thì các bạn sẽ ấn chuột trái giữ và kéo để định hình đoạn thẳng, sau đó thả ra, các bạn sẽ có được một đường thẳng như thế này. Ấn kéo và thả. Thì với cách vẽ thứ nhất thì các bạn sẽ vẽ được nhiều đường line, và các đường này nó sẽ nối tiếp với nhau. Ở cách vẽ thứ hai thì các bạn chỉ vẽ một đường, sau đó nếu các bạn muốn vẽ thêm thì các bạn lại ấn kéo và thả. Và đó là về các đường line. Ở đây nếu chúng ta nhấn nhấn mũi tên ở dưới này, bạn sẽ thấy có thêm một lệnh về center line. Thì để vẽ center line nó cũng giống như đường line, cũng có hai cách. Cách thứ nhất là kích chuột trái rồi thả ra rồi kích nữa sẽ tạo được những center line nối liền với nhau. Cách thứ hai thì cũng là click chuột trái kéo sau đó thả ra, click kéo và thả. Thì ta thấy là các đường center line là những đường gạch chấm, còn những đường line là những đường thẳng nét liền. Và center line thì nó có độ dày mỏng hơn đường line.
Thì cái này là SolidWorks người ta đã quy định như vậy. Và đó là các đường line. Tiếp theo chúng ta đến hình tròn. Bạn nhấn vào đây để vẽ hình tròn. Các bạn nhìn bên góc trái này thì sẽ có hai dạng vẽ hình tròn cho các bạn. Cách vẽ thứ nhất là sẽ trọng tâm, sau đó là bán kính. Thì trên đây các bạn có thể thấy là tâm người ta sẽ đánh số 1 và điểm thứ hai trên trên đường tròn ta sẽ đánh số 2, tâm sau đó là một điểm. Rồi với cách vẽ thứ ba thì các bạn sẽ chọn được với các bạn sẽ vẽ được đường tròn từ 3 điểm bất kỳ. Các bạn click chuột kích lần thứ nhất, kích lần thứ hai, lần và lần thứ ba. Bây giờ mình ví dụ như mình có một cái tam giác như thế này. Sau đó mình sẽ cho đường tròn đi qua 3 điểm là 3 điểm của tam giác điểm thứ ba. Đó, mình sẽ có một đường tròn đi qua 3 điểm mình đã chọn. Cái này là về đường tròn. Tiếp theo là hình chữ nhật, cũng là một trong những hình cơ bản nhất. Thì hình chữ nhật chúng ta thấy là có đến 4 cách vẽ. Thì cách vẽ thứ nhất là các bạn kích lần thứ nhất để chọn một góc và kích lần thứ hai để xác định góc thứ hai, kích lần thứ nhất, lần thứ hai. Cách vẽ thứ hai thì các bạn sẽ đi từ tâm ra một góc, kích lần thứ nhất, đi từ tâm, kích lần thứ hai ra một góc. Cách vẽ thứ ba là đi qua 3 điểm, thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba là 3 góc. Cách vẽ cuối cùng là các bạn sẽ đi từ tâm, sau đó ra trung điểm của một cạnh và góc. Thì chúng ta có thể thấy là với hai cách vẽ đi từ tâm ra thì Solid sẽ tạo cho chúng ta một hình chữ nhật với hai đường chéo là hai đường centerline như thế này. Còn hai cách vẽ còn lại thì sẽ không có đường chéo đó. Rồi đó là về hình chữ nhật. Về hình bình hành, Solid cũng hỗ trợ cho bạn vẽ hình bình hành. Thì các bạn click vào đây để vẽ hình bình hành. Chúng ta sẽ chọn ba góc của hình bình hành. Góc thứ nhất, góc thứ hai, góc thứ ba. Click lần 1, click lần 2 và click chuột lần 3. Ta sẽ được hình bình hành. Sau đó là về cung tròn. Thì cung tròn cũng có nhiều cách vẽ cho ta. Thì cách thứ nhất là chúng ta sẽ đi từ tâm, sau đó là ra điểm đầu tiên của cung tròn. Bây giờ mình muốn vẽ cung từ đây qua đây thì mình xoay theo chiều kim đồng hồ đó, sau đó mình sẽ vẽ được đó, tức điểm tâm, điểm đầu cung tròn. Bây giờ mình muốn vẽ cung bên kia thì em ngược lại qua đây, xoay theo chiều này, xoay đó, mình sẽ được một cung tròn. Với cách vẽ thứ hai thì các bạn sẽ cần một đường thẳng. Cách vẽ thứ hai của cung tròn là sẽ là cung tròn tiếp xúc với một đường thẳng, cho nên là bạn sẽ cần một đường thẳng trước, sau đó là chọn
điểm thứ nhất của cung tròn và điểm thứ hai, và các bạn sẽ được một cung tròn tiếp xúc với một đường thẳng. Cách vẽ cuối cùng là chọn 3 điểm trên cung tròn. Click chuột lần thứ nhất là điểm đầu cung tròn, lần thứ hai là điểm cuối, và thứ ba là một điểm trên cung tròn. Đó. Điểm đầu, điểm cuối và một điểm trên cung tròn. Đó là về phần vẽ các cung tròn. Chúng ta sẽ đi tiếp đến phần vẽ ellipse. Đây, ellipse. Thì ellipse các bạn sẽ đi từ tâm ra một bán kính, và sau đó các bạn sẽ chỉnh bán kính thứ hai. Đó. Click chuột thứ nhất đi từ tâm nè. Click chuột thứ hai để có được bán kính thứ hai. Sau đó click một lần thứ ba nữa để có được bán kính cuối cùng. Đây, chúng ta sẽ có được một hình ellipse. Bây giờ nếu như các bạn muốn vẽ một hình đa giác với các cạnh bằng nhau, như là tứ giác, lục giác, ngũ giác các thứ, thì đây, phần này các bạn sẽ nhấn vào đây để vẽ một đa giác với các cạnh đều nhau. Click chuột lần thứ nhất thì sẽ đi từ tâm của hình đa giác đó. Click lần thứ hai là một góc của hình đa giác. Các bạn để ý bên này thì con số này hiển thị cho số cạnh của hình đa giác này. Bây giờ mình cho nó là 8 đi. Đó, là nó sẽ thay đổi thành 8 cạnh bằng nhau. Thử 10, mình đánh số 10, sau đó mình nhấn Enter. Một hình đa giác 10 cạnh bằng nhau. Trong cái hình đa giác này nó sẽ có một hình tròn. Thì đây là một hình tròn nội tiếp hình đa giác. Nếu các bạn muốn hình tròn này nó ngoại tiếp thì các bạn chỉnh ở đây. Cái này là nội tiếp nè. Bây giờ mình chỉnh ngoại tiếp nè. Đó, mình sẽ có một đường tròn ngoại tiếp. Cái này là nội tiếp. Đó. Cái đó là về phần vẽ đa giác. Sau đó là chúng ta đi tới cách vẽ then. Then trong cơ khí, phần này cũng rất là thường dùng. Thì then thì có hai loại, có then thẳng với lại then cong. Thì vẽ then thẳng thì cách thứ nhất là chúng ta sẽ chọn tâm của cung tròn thứ nhất, và sau đó là tâm của cung tròn thứ hai, và chúng ta điều chỉnh. Đó. Tâm thứ nhất, tâm thứ hai, một điểm trên then. Cách vẽ thứ hai thì chúng ta sẽ đi từ tâm then ra một tâm trên cung tròn, sau đó định hình then lại. Đó. Rồi đây là về then thẳng. Còn then cong là ở dưới này. Then cong, cách vẽ này thì chúng ta sẽ đi từ tâm cung tròn đầu bên này sang cung tròn đầu này, và click chuột cuối cùng sẽ là tâm then. Đó, và cuối cùng là các bạn điều chỉnh then thì sẽ có 4 lần click. Lần thứ nhất sẽ là tâm thứ nhất nè, click chuột thứ hai tâm thứ hai, click chuột lần ba để định hình tâm then, sau đó là vẽ then. Rồi
cách vẽ thang tròn thứ hai, chúng ta sẽ đi từ tâm, ta chọn một tâm cung tròn, tâm thứ hai, và sau đó là định hình thẹn lại đó. Nè, vẽ lại nè, đi từ tâm thẹn ra, tâm cung tròn thứ nhất nè, tâm cung tròn thứ hai thì định hình thẹn đó. Như vậy ta sẽ có được thẹn. Sau đó là chúng ta sẽ đến với phần vẽ các đường cong. Thì để vẽ các đường cong thì đầu tiên chúng ta cần các điểm trước đã. Thì để vẽ điểm các bạn nhấn vào đây nè. Đó, các bạn cứ click chuột thì chúng ta sẽ tạo ra được những các điểm. Vẽ đường cong thì ban đầu chúng ta cần một điểm thôi. Vẽ đường cong bạn nhấn vào đây, chọn điểm thứ nhất nè, đó, rồi sau đó chọn điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư, thứ năm, vân vân như vậy. Thì cái lệnh vẽ đường cong này nó khá là phức tạp và cũng ít khi được sử dụng. Trong những trường hợp đặc biệt thì người ta mới sử dụng thôi, vì những đường cong này rất khó để hiệu chỉnh, với lại nó khá khó là để hiệu chỉnh khi mà mình muốn điều chỉnh lại các khoảng cách đồ các thứ. Đó là về các đường cong. Sau đó là bây giờ mình có một hình chữ nhật đi. Đây, mình có một hình chữ nhật như thế này. Bây giờ mình muốn bo tròn góc này hoặc là mình vát cạnh thì mình phải làm sao? Các bạn vào đây. Ở đây các bạn sẽ có hai lựa chọn, đó là fillet và chamfer. Thì cái fillet này là dùng để các bạn bo tròn. Đầu tiên các bạn sẽ chọn hai cạnh, hai cạnh cần bo tròn trước. Mình chọn cạnh thứ nhất nè, cạnh thứ hai nè. Đây, cái đường cong màu vàng này sẽ là cái đường bo tròn mà Solid cho bạn thấy trước. Bây giờ mình thấy nó nhỏ quá, bây giờ mình muốn tăng lên 50 đi. Đó, mình sẽ được một cái đường bo tròn 50 như thế này. Sau đó mình chọn, sau đó tiếp tục mình chọn cạnh thứ nhất nè, cạnh thứ hai. Đó, chọn xong nó cho mình coi cái bo tròn. Xong rồi mình có thể chọn tiếp hai cạnh tiếp theo. Rồi cứ thế mà chọn. Bo tròn thêm chỗ này nữa. Đó. Sau đó khi mà các bạn đã bo tròn những điểm cần bo thì các bạn nhấn OK. Đó. Thì các bạn thấy nè, đường bán kính là 50 cho cái cung bo tròn này. Đó. Rồi bây giờ mình muốn vát cạnh đi, mình vẽ một cái hình chữ nhật thứ hai này. Để mà vát cạnh nó thì mình sẽ vào chamfer. Đó, mình cũng chọn, đầu tiên mình cũng sẽ chọn hai cạnh. À không, các bạn sẽ điều chỉnh thông số ở đây chứ đã. Bây giờ mình làm mẫu một cái trước đi. Bây giờ mình chọn cạnh thứ nhất nè, cạnh thứ hai. Rồi, zoom lên thì mình sẽ thấy là cái khoảng cách này nó sẽ áp dụng cho cái cạnh đầu tiên mà bạn chọn. Rồi Rồi cái góc 50 độ này nó sẽ từ cái cạnh đầu tiên xuống tới cái cạnh mà đã được vẽ. Đó. Đó. Thì cái này là về phần angle với distance.
Rồi bây giờ mình chỉnh số lại đi, mình cho cái này là 100. Cái này là 30 độ nè. Bây giờ mình chọn hai cạnh sau, cạnh thứ nhất nè, cạnh thứ hai. Đó. Đó, cạnh thứ nhất nó sẽ có khoảng cách từ đây ra đây là 100 nè. Và cái góc 30 nó cũng từ cái cạnh thứ nhất xuống tới cái cạnh mà được phát. Đó. Đó là về, đây là về góc với khoảng cách. Bây giờ mình muốn khoảng cách tới khoảng cách này, thì ở khúc này là nó sẽ có hai phần. Nếu mà các bạn muốn, để mình làm thử luôn, mình chọn cạnh thứ nhất là mình chọn cạnh thứ hai đây, thì cạnh thứ nhất nó sẽ có khoảng cách là 100, từ điểm này tới đây là 100, rồi cạnh thứ hai từ điểm này tới đây là 50. Bây giờ mình không muốn nó khác khoảng cách như vậy thì mình có thể chọn equal distance. Đó, các bạn click vào đây thì nó sẽ tự động đưa về, nó sẽ vác cho các bạn với một khoảng cách của hai cạnh là bằng nhau. Giờ mình muốn cái này là 50 đi. Bây giờ mình vác hai cạnh này, cạnh thứ nhất nè, cạnh thứ hai. Rồi, đây. Cả hai cạnh này thì đều được vác với khoảng cách là 50. Đó. Đó. Như vậy là xong phần bo tròn và vác cạnh. Thì bài học thứ hai về vẽ sketch cơ bản trong SolidWorks tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ học liệu mở CFD Engineer. Chúc các bạn học tốt.